Bác mua cho đám cưới hả bác? Mua đám cưới. À, mua cho đám. Đám cưới loại 30 em. Mình đủ 3 món được. À, mua cho đám cưới thì một món canh là một này, giò bò là hai này, xào, lộm bò. Lộm bò không nhỉ? Có lộm bò không nhỉ? Không có lộm bò này. Giò bò một này, canh bò là hai này, bò xào là ba này, ba món. Nói chung là mình không phải chuyên gia bên cỗ ẩm thực đám cưới các bạn, mình chỉ đoán vậy thôi. Vâng, xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV 1. Đấy, các bạn, mình thì rất là ít quay bò cho các bạn xem, nhưng mà hôm nay thì có 3 con bò đây. Mình quay cho các bạn xem và giá báo giá cho các bạn xem nó ăn áng tầm này. Thì các bạn xem tham khảo giá cả nhé. Đấy, ví dụ như con to, con nào là con to nhất nhỉ? Đâu, để mình xem con nào con to nhất này. Ấy chà, ấy chà, ấy chà, ấy chà. Đây. Con này các bạn, cái con dài dài này. Cái con dài dài này. Đấy. Con này nhá các bạn nhá. Con này thì người ta đang báo hiện tại thì đang báo giá là 18 triệu này. Đấy. Con này thì 16 triệu này. Đấy. Con kia thì 15 triệu này. Đấy. Ba con các bạn. Còn con kia thì chắc là 13 triệu. Đấy. Còn con to bên kia nữa thì tí mình sang xem các bạn, bởi vì nhìn xa nó không được chuẩn. Đấy, con đấy chẳng tầm em con này các bạn. Thì chúng ta đang đứng ở chợ phiên chợ Bắc Hà. Chợ này thì diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần. Và chợ phiên này thì có trâu này, ngựa này và bò. Số lượng bò rất là nhiều. Người ta mua buổi sáng nhiều rồi các bạn. À, bây giờ thì mình sáng mình đi quay trâu. Bây giờ thì mình quay tạm thời vài con bò cho bạn xem để tham khảo giá cả. Đấy, mình có thể là miêu tả cái đặc điểm của nó để cho các bạn xem nhé. Đấy. Bò ta thì bao giờ tai nhỏ, yếm gọn. Cái tai nhỏ và cái yếm ở dưới cái cổ kìa. Nó gọn. Thì thường thường là gọi là bò ta các bạn. Còn bò lai tai to, yếm bùng nhùng. Đấy, cái con này đang báo là 16 triệu. 16 triệu thì con này nó cao nhỉ. Mình không dám đứng gần. Đứng gần thì nó lại, người ta gọi là bò húc bò đá thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà bò này nó con hay nó cũng không húc đâu nhỉ. Đây này. Con này nó cao khoảng tầm mét. Tầm mét 2 nhỉ. Tầm mét 2 các bạn. Đấy, tầm mét 2. Con kia cũng thế. Nó cũng gần ngang nhau. Nó chỉ là hơn nhau độ béo, độ dài của con bò thôi các bạn. Đây. Con thì màu đen sẫm, con màu vàng vàng, con màu đá màu đỏ với màu đen. Tóm lại thì có người trả con này là tầm 14 triệu rồi, chủ không bán nhá. Đấy. Cái con còn cái con này có người trả tầm 15 triệu thì chủ chưa bán. Đấy, người ta đang bán với giá 16 cơ. Lệch 1 triệu ạ. Còn con này thì chưa ai trả, con này dài bò các bạn. Những con này thì về độ béo thì nó gọi là tương đối thôi. Nó chưa béo hết cỡ các bạn. Cũng không gầy mà cũng không béo hẳn. Gọi là làm cho đám cỗ thì cũng được rồi, nó cũng có thịt rồi các bạn. Đến bò nó chỉ tầm này thôi. Và hiếm khi gặp con nào béo tròn, béo quay nữa. Bình mình đi chợ thì thấy những tầm như thế này thì nó cũng khá là béo thôi. Thì bò so với trâu thì bò thì đắt hơn trâu rồi các bạn. Đắt hơn trâu so với thời điểm hiện tại bây giờ này. Không biết là các bạn thích ăn thịt bò hay thịt trâu. Mình thì mình thích ăn thịt bò hơn các bạn. Đấy, chợ phiên của chúng ta ngày hôm nay này các bạn này. Mặc dù là bây giờ thì rất là sớm, bây giờ 9 giờ đến tầm 9 rưỡi thôi. Nhưng mà số lượng trâu bò bán rất là chạy. Thì là các bạn xem ở video trước ấy, thì là các bạn có thể thấy mình đã cập nhật cái tình hình chợ phiên. Đấy, còn giá cả thì cũng ở trên đấy rồi. Đấy, các bạn sang
xem ủng hộ nhé. Thật sự là hôm nay đi quay thì cũng không báo giá được nhiều. Nguyên nhân là người ta đã mua hết rồi, người ta đã đóng trâu lên xe, nên nó cũng không hỏi được nhiều. Mình chủ yếu là đi quay xem không khí chợ phiên giáp Tết, xem người ta bán chạy hết chưa. Ví dụ như cách đây khoảng tháng, hơn tháng thì tầm này còn rất là nhiều trâu bò để quay. Lúc đó thì tha hồ thời gian để quan sát, ngắm từng con, quay từng chiều cao rồi chi tiết, quái khủng, sừng sủng, tuổi tủng để cho các bạn nắm bắt cho rõ. Nhưng mà dạo này gần đây thì không quay được như thế các bạn. Bởi vì là người ta đã mua rồi, nhanh chóng chóng rồi, người ta đã lên xe hết rồi. Rồi ok, có nghĩa là mình cũng chỉ quay mấy con bò này để cho các bạn nắm bắt được tình hình giá cả, rồi các bạn áp dụng xem nó tương đối như thế thôi. Đấy, ví dụ mình nói lại nhá, con này là người ta đang báo là 16 này. Đấy, con này cao khoảng 1m2. Đấy, con này 18 này. Con này thì nó dài hơn một tí, dài bò hơn một tí các bạn. Và con này cái u thịt kìa, cái u ở trên vai nó to hơn, nó nhiều thịt hơn các bạn. Còn con này thì con này người ta đang báo là tầm 15, u nhỏ. Nói chung là so với hai con này thì con này nó nhỏ hơn, 15, 16, 18. Và con này thì con này gầy các bạn. Con này gầy. Đấy, con này tầm 25 đến 13. Con này mình chưa hỏi giá được nhưng mà mình đoán vậy. Bởi vì là con này mông nhỏ, nói chung là độ thương phẩm nó kém. Đấy, con này chỉ là 12 đây, tầm 12 đấy các bạn. Đấy, còn trâu bò thì bán chạy, nhưng mà ngựa thì bán chậm. Nguyên nhân tại sao là ngựa bán chậm? Nguyên nhân là ngựa thứ nhất là đắt, thứ hai là số người buôn ngựa thì ít hơn so với số lượng người buôn trâu bò. Rồi, nó chỉ có thế thôi. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và hẹn các bạn vào video sau, mình sẽ quay chi tiết cụ thể em ngựa 80 triệu này cho các bạn xem.